Bạn có bao giờ thắc mắc về các diễn viên dùng gì mà da đẹp căng bỏng trắng mịn mặc dù phải đi quay ở phim trường nắng nóng xuyên suốt thời gian dài mà da vẫn đẹp không? Mình vừa tìm được một em piu da được lọt top 4 TikTok shop và mình thấy là em nó cũng được nhiều diễn viên nổi tiếng dùng. Vậy nên mình cũng tò mò đặt mua về dùng thử xem là có thật sự hiệu quả hay không nhá. Trong em này thì gồm có 4 món: sữa rửa mặt, piu, phục hồi và dưỡng trắng, và mình cũng được các chuyên viên ở bên Mocha tư vấn tận tâm và theo dõi sát sao xuyên suốt quá trình piu luôn đấy. Theo như hướng dẫn thì mình thoa piu 3 ngày liên tiếp, cứ massage cái em này đều lên mặt và lưu tầm 30 phút là được. Trước khi dùng thì mình nghĩ là peel nó sẽ treatment mạnh, chắc là sẽ đỏ rát da lắm. Thế nhưng mà ai dè peel em này lên ý, cảm giác nó chỉ hơi châm chích nhẹ vài giây đầu thôi, và sau đó thì rất bình thường luôn. Da sẽ bong lầm tầm li ti vào khoảng ngày thứ 5. Tuy bong nhưng mà lại rất dịu nhẹ, và bong đến đâu là da sáng mịn đến đấy. Và tada, hồ biến luôn. Cái da của mình sau khi peel Mocha đây, nó đã được cải thiện khá là rõ các nốt mụn thâm. Đây, mọi người xem da của mình hiện tại để có thể cảm nhận rõ hơn về độ hiệu quả của em nó nhá. Mà không biết là brand có bán riêng cái em kem dưỡng này không, chứ mình dùng hai cái em này là mê lắm ý. Da ngày càng mềm mịn và sáng khỏe hơn. Phải nói là cái peel Mocha này không hổ danh là sản phẩm được nhiều người nổi tiếng tin dùng, hiệu quả thật sự vượt ngoài mong đợi của mình luôn ấy.